Xin chào các bạn, xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ món cá mahi mahi nướng ăn chung với măng tây, mashed potato. Ở đây mình có một miếng cá phi lê, tươi lắm cả nhà. Măng tây, còn gia vị ướp cá mình có cái chai gia vị này. Chai gia vị này mình ướp cá, bò, gà đều ngon. Mình có thêm trái chanh, tỏi. Còn đây là gói mashed potato, mình mua sẵn về mình nấu lên chín là ăn được. Còn ở đây mình có chút muối, dầu ô liu để mình nướng măng tây. Chanh mình rửa sạch rồi, giờ mình sắc chanh nha. Để lát mình ăn với cá. Đây củ tỏi để mình nướng cho thơm á, lát mình ăn với cá. Mình tách cái tép nó ra như vậy nè, mình nướng. Cá giờ mình xắt ra. Vậy rồi mình ướp nướng. Cá mình sắc ra được 4 miếng, giờ mình cho gia vị lên. Tiếp theo mình cho một ít dầu để cá không có khô á. Cho một ít tép tỏi để mình nướng. Rồi mình sẽ cho vào lò mình nướng. Cá mình ướp được 5 phút, giờ mình cho vào lò nướng. Mình mở lửa là 350 độ F. Mình nướng cá khoảng 15 đến 20 phút là cá chín ăn được nha cả nhà. Măng tây mình rửa sạch rồi, giờ mình đập ra từng khúc như vậy để mình nướng. Măng hôm nay cũng non lắm cả nhà, cái cọng mập mập à. Tục mình sẽ lật cái măng tây như vậy rồi để mình ướp nướng nha. Mình lật như đây là ăn đủ rồi cả nhà. Giờ mình đi ướp chút muối với dầu ô liu để nướng. Măng tây mình cho một chút xíu muối. Trộn lên cho cái dầu nó thấm á, để mình nướng cái cây măng tây á, nó ngon, với lại muối nó đều, nó không có chỗ mặn chỗ lạt. Rồi, đơn giản như vậy cái mình nướng ăn rất là ngon. Wow, thơm lắm cả nhà. Cá mình nướng được 10 phút rồi. Cá cũng sắp chín á. Mình chắc cho thêm khoảng 2-3 phút nữa là mình tắt lửa. Giờ mình cho măng tây vào mình nướng. Khoai tây mình cho một chén sữa tươi với một chén nước, một ít dầu ô liu,
với một chút gia vị. Giờ mình nấu chín, mình khuấy đều, đặt như vậy nè là ăn được cả nhà. Mình mua sẵn cái gói như vậy thì làm nó nhanh, còn tự mình làm khoai mà nghiền ra đó thì nó lâu hơn. Nhưng mà hôm nay thì mình không có đủ thời gian nên mình mua cái gói khoai tây ăn liền này về mình làm cho nó nhanh. Măng tây mình nướng chín rồi cả nhà, giờ mình lấy ra nha. Wow, nhìn rất là ngon. Wow, cá chín rồi, ăn thôi, thơm lắm cả nhà. Giờ mình là gấp ra dĩa. Món ăn mình đã nấu chín xong, mời cả nhà thưởng thức. Mình cho cá ra dĩa, cho một ít tỏi. Tỏi mình nướng nó thơm lắm. Cho một ít măng tây. Với một ít mashed potato. Cho một chút tiêu. Đây, tiêu. Mình cho một miếng chanh để ăn chung với cá. Mời cả nhà thưởng thức cùng mình. Mình cho chanh lên miếng cá. Mời cả nhà. Cái thịt cá rất là ngon luôn, cá không có xương, ngon lắm cả nhà. Mình làm món này mình ăn á, nó cũng héo thì lắm. Ngon quá. Mình thích ăn chua hơn nên mình cho thêm miếng chanh nữa. Mình ăn mashed potato. Rất là ngon. Nó thơm mùi tiêu nữa. Mình ăn chung với cá ngon lắm cả nhà. Wow. Miếng thịt cá ngon ơi là ngon. Mình ăn măng tây. Măng tây rất là ngọt mà giòn nữa. Ăn thêm một cái nữa. Giòn sừng sực luôn. Ngọt.
quá. Ngọt mà ngon. Măng tây mình cho một chút xíu muối với dầu ô liu á. Mình chỉ nướng như vậy ăn ngon lắm cả nhà. Lát nữa mình ăn tiếp nha cả nhà. Mình chia sẻ đến đây. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye. Các bạn thân mến, xin cho mình một cái like và một cái nhấn chuông nha các bạn. Thank you very much.